Sáng ngày 22 tháng 4, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Theo tờ trình, việc hợp nhất các quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn vào một luật là phù hợp, đảm bảo thống nhất về định hướng chung trong kiểm soát, quản lý, phát triển đô thị và nông thôn, phát triển hài hòa và gắn kết giữa không gian đô thị và nông thôn, bổ trợ cho sự phát triển chung của địa phương, vùng và cả nước. Đáng chú ý, tại dự thảo luật đã có những quy định nhằm tăng cường phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới theo hướng, phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập tất cả các quy hoạch chung đô thị. Trước khi phê duyệt, cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản đối với quy hoạch chung đô thị loại 4, cho cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Dự án luật cũng bổ sung chức năng thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn đối với một số cơ quan nhà nước như Đại học Quốc gia, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp, phân cấp về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thuộc Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự án luật của cơ quan soạn thảo. Chủ tịch Quốc hội cho rằng dự án luật nên quy định một số nguyên tắc về mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới, mối quan hệ giữa đô thị hóa và kinh tế đô thị. Bên cạnh đó, cần rà soát làm rõ hơn vấn đề quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cần rà soát, tiêu chí tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số, kết cấu hạ tầng, vấn đề điều chỉnh quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ nhất trí sự cần thiết xây dựng dự án luật nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lặp trong quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm soát, giám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế với các yếu tố văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường.